Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, trong các tháng cuối năm 2020 và dịp Tết âm lịch năm 2021, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch nội địa và quốc tế, bao gồm các đoạn farm trip, rest trip, sẽ được triển khai để phục hồi du lịch, khẳng định Đà Nẵng điểm đến an toàn, hấp dẫn, nhiều trải nghiệm. Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng du lịch hàng đầu của Đà Nẵng để đưa các gói du lịch liên vùng đi vào thực tiễn. Trong chiến dịch kích cầu du lịch đợt thứ hai, bên cạnh giá thành ưu đãi, Thành phố chú trọng vào chất lượng và trải nghiệm của du khách với thông điệp ba địa phương một điểm đến nhiều trải nghiệm nhằm kết cầu hiệu quả liên kết du lịch giữa ba địa phương là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Sắp tới đây, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11, sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các địa phương Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình cùng tham gia quảng bá du lịch với gian hàng bốn địa phương một điểm đến tại hội trợ VITM Hà Nội năm 2020 thông qua đó quảng bá sâu rộng hơn đến du khách về các gói kích cầu du lịch cuối năm và Tết âm lịch 2021.